mình sẽ mở một chiếc móc kéo giọt C114. Con này mình ráp lại, nó rời ra từng miếng một. Thì đây khi nào ráp xong thì sẽ lắp vào con đầu kéo này. Con đầu kéo này thì sẽ, đây là lắp xong hết rồi, còn một vài số thứ là chạy thôi. Hôm nào bạn thích mình sẽ làm một clip review sau.